À thầy trò chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Vũng Tàu năm học 2015-2016. Đề như sau. Đề cho chúng ta là cho các kim loại A, B, C, D biết rằng hỗn hợp AB có thể tan được trong nước dư. Hỗn hợp kim loại CD chỉ tan một phần trong HCl dư, phản ứng sẽ ra hoàn toàn. Kim loại A có thể đẩy được kim loại C mà không đẩy được kim loại D ra khỏi mối. Điều cầu chúng ta là biết rằng ABCD. À, xác định ABCD biết rằng chúng là những kim loại trong số các kim loại sau. Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa. Rồi ok, bây giờ bạn nghe kỹ. Hỗn hợp AB mở thể tan được trong nước thì ở đây chắc chắn chúng ta phải chọn natri rồi. Được chưa? chắc chắn là có NaTri AB à, trong này chắc chắn phải có NaTri như vậy khi NaTri chúng ta tan trong nước thì không biết rồi bản chất NaTri sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng cho H2 rồi bây giờ á bây giờ cái kim loại còn lại mà có thể tan được trong nước thì không có thì bây giờ mình sẽ chọn một kim loại mà nó tan được trong dịch NaOH là xong Mà kim loại đó thỏa mãn, ở đây là Al Chỉ có Al thỏa mãn thôi, Al cộng cho NaOH Cộng nước, tế tạo thành NaAlO2 cộng H2O À xeo cộng H2 Được chưa? Rồi như vậy ở đây mình xác định được Như thế này ở đây người ta cho nè Kim loại A có thể đẩy kim loại C uhm. Kim loại A có thể đẩy kim loại C Nhưng không đẩy được kim loại D ra khỏi mối Như vậy kim loại A chúng ta chắc chắn là L Kim loại B là NA Vì A đẩy được C nhưng không đẩy được D Em hiểu vấn đề không? A đẩy được A có thể đẩy được gì ạ? A có thể đẩy được C Nhưng không đẩy được D điều chứng tỏ D chúng ta phải là Mg Mg đứng trước Al rồi bây giờ chúng ta còn hai kim loại là Fe và Cu ở đây bạn đọc cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy như thế này mối chốt của bài toán này đó là từ hoàn toàn vẫn sẽ là hoàn toàn này mà HCL dư mà nó chỉ tăng một phần thì mình có thể dự đoán được về kim loại D chúng ta là Mg rồi nếu nó là Fe thì vô lý bởi vì sao vô lý thì giải thích bởi vì HCL dư á hcl dư em nghe rõ không ạ à? hcl dư thì uh, nếu mà nó tan thì nó tan hết mà tan một phần thì điều chứng tỏ là một kim loại sẽ đứng trước và một kim loại đứng sau như vậy đây mình sẽ chọn có thằng c chắc chắn là cu và đây là đáp số cuối cùng của chúng ta chúng ta có thử nha à, đối với tình huống thứ hai là người ta cho tác dụng với gì người ta cho chúng ta là tác dụng với hcl tan một phần đây là mg tan CO không tan MgCl2 cộng 22, đó. Tiếp tục, kim loại A có thể đẩy kim loại C ra khỏi muối nhưng không đẩy được kim loại D như thầy đã nói. Như vậy nó là AL. Muối này mình chọn một muối bất kỳ nào đó để chứng minh cho nó rõ, anh chưa Mình chọn muối cucl 2 đi, để chúng ta tạo thành ALCl3 cộng cho CO. Rồi Các bạn có ý kiến gì hay không? Ừ, không Câu này thì nó là một câu hỏi dễ nha Tuy nhiên em cần phải hiểu vấn đề một tí rồi đó là tăng một phần Tăng một phần tức là sẽ có một cái từ dư từ hoàn toàn như thế nào ha? Tăng một phần thì có một kim loại tăng Một kim loại không tăng thì mới tăng một phần Còn nếu mà hai kim loại để tác dụng thì nó tăng hết rồi Hiểu chưa? Đây là một chốt bài toán.